Ở vương quốc nhỏ bé Monaco, trên bờ biển Địa Trung Hải, tương lai đã đến. Những chiếc anten này là bản nâng cấp cho phép Monaco chịu đựng được dung lượng gia tăng của các thiết bị 5G lên hệ thống mạng. Chúng tôi đang trong quá trình lắp đặt anten trên hầu hết các mái nhà, vì mục đích là để bao phủ toàn bộ Monaco. Anten bạn nhìn thấy sau lưng tôi đang trong quá trình cài đặt và chúng sẽ giúp phủ sóng toàn bộ quốc gia, cung cấp mạng 5G cho khắp đất nước. Mạng 5G là gì? Không đi quá sâu vào thuật ngữ chuyên môn, nôm na là mạng 5G sẽ giúp các thiết bị không dây của bạn có khả năng tải được nhiều hơn những gì bạn đang làm trực tuyến, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Mạng 5G mạnh hơn gấp 10 lần, cho phép chúng ta phủ sóng cho tất cả các sử dụng về truyền thông đa phương tiện cho nhiều người kết nối hơn. Mạng 5G giảm thời gian chờ kết nối xuống 10 lần, nên chúng ta có thể kết nối ngay lập tức và điều đó rất cần thiết cho các kiểu sử dụng mới như xe được nối mạng. 5G cũng cho phép tăng thêm số lượng kết nối trên mỗi mét vuông ít nhất gấp 10 lần, và đó là việc tung ra Internet cho vạn vật, một yếu tố rất quan trọng trong một cuộc cải cách công nghệ. Đã có một số sản phẩm 5G trên thị trường, nhưng các nhà mạng vẫn chưa bắt kịp tiến độ. Các chuyên gia cho biết khi cuộc sống, nhà cửa và xe cộ của chúng ta ngày càng có nhiều kết nối, chúng ta sẽ cần tất cả những băng thông mới đó. Một vài thành phố ở Mỹ có gói di động 5G, nhưng các dịch vụ mới sẽ thực sự được triển khai vào cuối năm sau hoặc thậm chí đến năm 2020. Ngoài Monaco, không có gì ngạc nhiên khi các nước có nhiều khả năng tung ra mạng 5G. Đầu tiên là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ.